Wow, hấp dẫn quá mọi người ơi. Hôm nay Thu Thảo và chương trình Ngon Bá Cháy đang có một trải nghiệm ẩm thực thú vị về những món ăn đường phố của Thái Lan. Và điều đặc biệt hơn hết nha, những món ăn này còn được biến tấu để kết hợp với văn hóa ẩm thực của Nhật nữa. Hãy cùng theo dõi số phát sóng ngày hôm nay để xem chúng ta có những món ăn hấp dẫn nào nha. Thiên đường ẩm thực Thái Lan với vô vàn các món ăn hấp dẫn mà không phải đi đâu xa. Ta-da! Thiệt là quá đã đó nha. Kết hợp với cách trình bày chế biến theo phong cách Nhật sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính luôn. Dạ, em chào anh Phi. Chào Thảo. Dạ, em là một cái tín đồ của món salad á. Vì nó không chỉ tốt cho sức khỏe nha mà nó còn giúp giảm cân nữa. Con gái mà, ai cũng thích món salad hết. Thì không biết là có thể nhờ anh Phi giới thiệu cho em một cái món salad nào đó đặc trưng của những cái món ăn đường phố Thái Lan không ạ? À rồi, vậy hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho Thảo làm món salad cơm. Dạ, món này cũng là đặc trưng của Thái. Món đường phố cũng rất là ngon. Cầu kỳ vậy ha, rất là nhiều những cái nguyên liệu, để coi chắc khoảng hơn 10 nguyên liệu luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái này cũng rất là dễ làm, tại vì những cái này là ngoài chợ mình cũng đều có hết. Đúng, đúng rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện. Là ngon, rất là lạ luôn. Trộn với cơm người ta thường có cảm giác là sợ ngán anh. Nhưng mà ở đây là chúng ta trộn với gạo lứt mà chiên rồi á. Nó có cái vị giòn giòn, ngọt ngọt. Trộn với lại cái nước sốt có cái mùi cay cay chua chua, rất là đặc trưng của Thái luôn anh. Không biết thì ngoài cái món salad gạo này ra thì ở nhà hàng chúng ta có thêm những cái món salad nào tương tự như vậy không anh? Ở đây mình có món salad bưởi nữa. À còn món salad bưởi nữa. À, chúng ta thực hiện chung với nhau luôn được không ạ? Ok rồi, bây giờ anh sẽ chị làm món salad bưởi luôn. Dạ, ok anh. Anh ơi, với cái món salad bưởi này thì chúng ta còn có những cái nguyên liệu nào anh? Cái đây là bưởi xanh. Cái này là gà. Gà mình áp chảo cho nó dai dai. Rồi đây có dừa, có hành chiên. Đây là sốt salad bưởi. Và đây mình dùng một ít ớt. Vài phút thôi mà chúng ta đã có một cái dĩa salad bưởi rất là hấp dẫn như thế này rồi anh Phi. Mà em còn được biết á, là ở bên những cái món đường phố của Thái Lan á, thì đặc trưng cũng là những cái món nướng, xiên nướng á. Không biết là ở chỗ mình có không ạ? Ở đây mình có món bò sa tay rất là đặc trưng của Thái luôn. Đúng rồi em. Nghe hấp dẫn quá, chắc là mình phải cùng nhau thực hiện tiếp anh Phi nhỉ? Rồi. Dạ. Chút xíu nữa anh sẽ hướng dẫn cho Thảo nướng luôn. Ăn món Thái mà bỏ qua món nướng là không được à nha. Món này vừa nướng vừa ăn mới cảm nhận được cái vị đặc trưng của đường phố Thái nè. À mà nhớ nha, đã nướng thì phải nướng trên than hùng mới ngon và đúng vị đó. Đây 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 đây, quét gia vị cắt gọn đẹp đẽ trình bày theo phong cách Nhật. Quả là vừa ngon lại còn đẹp nữa. Wow, chúng ta có một cái thành phẩm rất là bắt mắt luôn anh. Ở đây nha, Thảo thấy có màu xanh nè, màu vàng của thịt rồi màu đỏ của dưa hấu nữa. Nhưng mà đằng kia hình như là em thấy có mấy vị khách á đang ăn cái món gì mà hơi giống phở. Thì anh có thể giới thiệu cho Thảo thêm cái món đó không? Món đó là phở xào thịt heo và cải rổ. Wow, phở xào thịt heo và cải rổ. Đúng rồi. Nghe hấp dẫn quá. Không biết là anh có thể giúp Thảo là thực hiện cái món đó luôn không? Rồi, để thì sẽ làm cho Thảo không? Dạ, chúng ta cùng làm với nhau nha. Nằm trong những món ngon không thể bỏ qua của ẩm thực Thái, phở xào tương Thái. Hay có cách gọi dân gian là phở áp chảo dậy nồng mùi tương Thái. Ngon hết sảy con bà Bảy luôn nè. Cảm ơn anh.
Quý vị ơi, hôm nay Thu Thảo đã được trải nghiệm rất là nhiều những món ngon hấp dẫn từ Thái. Và đặc biệt với cách chế biến điêu luyện nè, chỉnh chu của đầu bếp Phi Nguyễn thì mỗi món ăn còn được trình bày vô cùng hấp dẫn và bắt mắt luôn. Rất là kích thích vị giác luôn á thưa quý vị. Wow, còn món tráng miệng nữa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Thu Thảo nghĩ là nếu mà chúng ta chưa có dịp đi sang Thái Lan để thưởng thức ẩm thực á, thì quý vị hãy thử ghé nơi này nha. Rồi chúng ta cũng có thể có cảm giác như là chúng ta đang vi vu ở đâu đó, ở một mảnh đất láng giềng của Thái Lan, để thưởng thức những cái hương vị rất là đặc sắc của ẩm thực Thái. Và đến đây thì Thu Thảo cũng như chương trình Ngon Phá Cháy xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tuần sau vào Chủ nhật 19:50 trên VTV9.